Sáng nay, Ngài Dato' Seri Hishamuddin Tun Hussein, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia và cũng là Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN SIMEO đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Đào tạo khu vực của SIMEO tại Việt Nam. Cùng tham gia trong chuyến làm việc này còn có Tiến sĩ Dato' Ahmad bin Sibon, Giám đốc Ban Thư ký SIMEO và các quan chức Bộ Giáo dục Malaysia. Các thành viên trong đoàn đã nghe báo cáo về hoạt động của Trung tâm Đào tạo khu vực của SIMEO tại Việt Nam. Trong kế hoạch sắp tới, Trung tâm sẽ liên kết với các trường và viện của nước ngoài, tổ chức các khóa đào tạo về quản lý giáo dục, công nghệ thông tin, các phương pháp dạy và học, đánh giá chất lượng giáo dục và tổ chức các hội nghị, hội thảo, giới thiệu các mô hình quản lý giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng SIMEO, Ngài Dato' Seri Hishamuddin Tun Hussein đánh giá cao các hoạt động của Trung tâm Đào tạo khu vực của SIMEO tại Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế dành cho Lào, Campuchia và Myanmar, cũng như các hoạt động liên kết với các trung tâm khác của SIMEO trong khu vực. Ngài cũng nhấn mạnh đến mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN thông qua hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa mà SIMEO đã đặt ra trong các hoạt động sắp tới để phát triển trung tâm nói riêng và tổ chức ASEAN nói chung.